Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Trùng Tang Báo Oán của tác giả Trần Linh. Bộ truyện này có 3 tập. Hôm qua chúng ta đã nghe tập 1 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện nhé. Mọi người đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Trần Linh, đã được Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Trùng Tang Báo Oán, tập 2. Tới gần trưa, mấy người nhà cô Tình cũng tới được Lạng Sơn. Đang đầu mùa mưa, cho nên thời tiết thay đổi theo từng ngày. Thời tiết hôm nay khác hẳn với thời tiết hôm cái ngày mà bà Hậu chết. Có vẻ dịu hẳn đi cái nắng chói chang bằng một cơn mưa rào nhẹ. Xe ô tô dừng ở trước cổng. Họ che ô bước thật nhanh vào trong nhà của thầy. Nghe nói ông thầy tên Pha, là người gốc ở thôn bản Phi An, xã Kháng Chiến, Tràng Định, Lạng Sơn. Thấy cặp vợ chồng năm nào tới đây tìm gặp mình, thầy Pha ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, thở dài lắc đầu. Thầy ấy không đuổi hai vợ chồng cô Tình đi, nhưng vẻ mặt lạnh tanh không mấy thiện cảm của thầy dành cho hai vợ chồng cô Tình thì cũng làm cho cô ấy hiểu rằng thầy vẫn còn giận mình cái chuyện năm xưa. Xem hết cho mấy người tới trước, thầy pha rót chén trà nóng đẩy lại trước mặt của hai vợ chồng mời họ uống. Giọng thầy trầm hẳn đi, hỏi cho có lệ. Anh chị năm xưa không tin tôi, bây giờ lên đây làm gì nữa? Cô Tình cúi đầu hối lỗi. Dạ xin lỗi thầy, chúng con hiểu biết tâm linh không có được rộng nên năm đó có phần lỗ mãng. Xin thầy rủ lòng thương xót, giải hạn giúp cho gia đình con chứ. Kỳ thực có những lời thầy tiên đoán năm xưa mà bây giờ vẫn cả vào gia đình của con rồi. Mong thầy ra tay giúp gia đình con một lần nữa. Dạ tiền bạc bao nhiêu tụi con cũng xin theo. Nói xong, cô Tình lấy ra một cọc tiền bên ngoài bọc bằng tờ báo, đặt nó ra trên bàn, rồi đẩy tới trước mặt của thầy Pha. Thầy đẩy lại cho cô ấy, hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người họ mà đáp. Thôi, anh chị cầm tiền về đi, hoặc là tìm thầy nào cao tay về mà giải hạn. Tôi chỉ là một thầy mo bình thường, làm sao gánh vác nổi, giải hạn nổi cho những gì mà gia đình hai người gây ra năm xưa chứ. Biết là thầy còn giận, cô Tình trút thêm một cọc tiền nữa rồi năn nỉ. Dạ mong thầy giúp gia đình con, mọi chuyện im xuôi á, xin tạ ơn thầy thêm. Thầy Pha cười khà khà bảo. Lại là vẫn dùng tiền để mua chuộc lấy sự sống và lương tâm. Thôi sẵn đây tôi nói luôn, hạn của hai người nặng quá rồi, nghiệp gây ra quá lớn. Không chỉ mất đi hai người thân đâu, mà còn mất thêm hai người nữa. Không phải cứ chết mới là mất mát, đôi khi sống mà chứng kiến người mình yêu thương xa rời mình mới thật sự là đớn đau. Năm xưa anh chị lên đây nhờ tôi yểm hồn người ta, tôi đã dặn anh chị nên ăn năn hối cải, nhưng hai người không nghe. Nghiệp chồng nghiệp, đã biết có ngày này thì ngày xưa đừng gây ra tội lỗi. Về đi, xin lỗi, nghiệp của hai người quá nặng, tôi đây không thể giúp được. Chú Bách giống là một người có địa vị cao trong xã hội, ưa được cấp dưới nịnh hót. Nay nghe ông thầy nói làm cho bẻ mặt thì cảm thấy bực mình. Chú đứng phắt dậy, cầm hai cọc tiền trên bàn, nhìn vợ hất hàm ra lệnh, kèm theo vẻ mặt nhăn nhó cùng với những lời lẽ bất cần. Vậy thôi, còn ở đây á sẽ bị những lời của ông ta đè chết đó. Có khi nghiệp chưa kịp tới thì những lời nói của ông ta làm cho mình chết trước rồi. Thế gian này không phải mình ông làm thầy. Chào ông. Đúng rồi, thế gian này không phải mình tôi làm thầy đâu, nhưng mà thế gian chắc cũng không ai độc ác tàn độc như hai người. Về đi, không tiễn. Cô Tình thấy chồng nóng nảy thì liền níu lại, định năn nỉ thầy Pha thêm một lần xem như thế nào, nhưng bị chú Bách kéo ra ngoài xe. Thầy Pha chỉ nhìn theo bóng lưng của họ mà lắc đầu, nhớ lại năm xưa
Khi họ hãm hại người xong rồi còn tới đây tìm thầy nhờ giúp yểm hồn ma. Thầy Pha đã xem trước tương lai cho họ, biết những suy nghĩ ghê rợn của họ đang ấp ủ. Thầy thấy đã ra sức khuyên can, nhưng họ bơ đi, lại còn mắng thầy là một kẻ ham tiền. Thầy chẳng hề giận họ, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào cái chuyện này. Vừa bực bội ra về, chú Bách vừa lầu bầu cả buổi. Suốt quãng đường đi chỉ chửi đổng lên, thi thoảng hừ lên mấy tiếng hậm hực. Xế chiều hôm đó, Lý xách một xô nước lên tận trên để lau nhà. Có đi ngang qua một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân vô. Lý tò mò đặt xô nước xuống nền nhà, rồi đi lại đứng trước cửa giơ tay lên gõ. Cô vừa hạ tay xuống thì ngay lập tức cửa không có người mở mà tự dưng bung ra. Có một luồng không khí lạnh phà vào mặt, làm cho cô Lý so vai rùng mình. Cô lùi lại, cô muốn quay đi, vì cảm thấy căn phòng này có thứ gì đó khiến cho cô không được thoải mái và có chút ớn lạnh. Vào đi. Lý giật mình, may mà xô nước cô đã đặt xuống dưới, chứ nếu không cũng đã đánh đổ nó xuống đất rồi. Giữa khi nãy đi ngang qua phòng của Tâm, cô thấy cô bé vẫn còn ở trong phòng đang ngồi đánh đàn. Vậy mà bây giờ lại có tiếng người ở trong phòng, trong khi ở nhà chỉ có mỗi hai cô cháu mà thôi. Lý tự hỏi, cô gái trong kia là ai chứ? Cô hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ lấy lại sự can đảm, bước vào bên trong, khẽ cất tiếng bâng quơ. Tâm trong đó đó hả con? Lúc nãy thấy con ngồi đánh đàn bên phòng mình mà. Phòng này của ai vậy? Không ai đáp lại câu hỏi. Đảo mắt khắp phòng cũng không nhìn thấy ai. Gió lùa vào làm cho cửa sổ thổi thốc tấm rèm cửa trắng tinh, chợt làm cho Lý thoáng giật mình. Sợ quá, Lý chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng thì bắt gặp Tâm đang đứng sờ sờ trước cửa. Trên tay của Tâm là một cái gương. Mặt Tâm tái nhợt đi, đôi môi kém sắc nhìn Lý hỏi. Cô Lý nói chuyện với ai trong phòng chị Hoài vậy? Lý há hốc miệng, lắp bắp hỏi. Cái gì? Tôi nói. Rõ ràng cháu thấy cô Lý nói chuyện với ai mà. Nhưng mà phòng này của ai? Là của chị Hoài. Chị ấy vừa mới mất rồi đó. Lý kinh hãi. Không lẽ cái giọng nói ban nãy là của Hoài sao? Dù trong lòng rất sợ, nhưng Lý cố tỏ ra bình tĩnh. Cô cúi xuống xách xô nước lên tay, cho cười hì hì. Nhìn Tâm cô nói. Chắc tại cô nhớ con gái nhà quá nên lảm nhảm mình vậy thôi. Phòng này đẹp quá à Tâm ha. Thôi cô đi làm việc đây. Tâm gật đầu. Chờ Lý đi khỏi, Tâm mới chậm rãi bước vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Xe của cô Tình bị hỏng trên dọc đường, cho nên 9 giờ tối vẫn chưa thấy về. Lúc nãy cô có gọi điện về báo sẽ về trễ. Tâm ăn uống xong thì leo lên phòng ngay. Dưới nhà lúc này chỉ còn lại mình cô Lý. Cô đang rửa chén bát thì bất chợt đèn trong phòng chớp nháy liên tục. Nếu một bóng bị hiện tượng như vậy thì cô Lý không lấy làm gì lạ. Nhưng đây tất cả các bóng đèn trong nhà đều động lúc chớp nháy. Cô Lý dừng tay, vội nước trong bồn vẫn chảy. Không biết cô bị hoa mắt hay là do nước bẩn, mà đột nhiên cái màu nước trong bồn đang trắng tinh chuyển sang đỏ tươi như máu. Cô Lý lảo đảo lùi lại phía sau, giơ đôi tay còn dính đầy bọt rửa chén lên ngang mặt. Cô hốt hoảng khi nhận ra hai tay của mình bây giờ dính đầy máu tươi. Lý nhìn tay mình rồi lắc đầu liên tục, đôi vai gầy gò trung lên vì cơn hoảng sợ. Cô tính quay người bỏ chạy lên lầu với Tâm thì chợt sau lưng cô lại nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp ở phía sau lưng. Cô nhanh chóng ngoảnh lại thì tiếng dép ấy biến mất đi. Đèn trong phòng vẫn chớp nháy liên hồi. Lý lại giật mình khi thấy chân mình đạp vào một thứ gì đó nhơm nhớp, nghe nó ương ướt
Cô cúi xuống nhìn, thấy chân mình đang đạp phải một vũng nước cáu bẩn. Nó sệt lại. Liếc lên trên bồn nước, cô mới phát hiện ra thì ra nãy giờ mình chưa khóa cái vòi lại. Quái lạ, rõ ràng vòi nước khi nãy chảy ra toàn máu đỏ tươi, vậy mà bây giờ nước chảy ra rất bình thường. Nhưng mà cái vũng nước dưới sàn là sao chứ? Lấy vòi chạy lại khóa vòi nước, nhưng kỳ lạ thay, nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài, y hệt như con cá quẩy đuôi bên trong đó vậy. Thi thoảng cái tiếng ụt ụt dưới cống vang lên, giống như đường thoát nước đang bị nghẹt đi. Lý ngó đầu, cô chửi động: "Điên thiệt chứ." Và cơn bực mình đó lấn át đi cái không khí đầy ma mị trong lòng. Cô đang nghĩ nếu như để nước tràn ra ngoài lênh láng như vậy thì người vất vả cũng chỉ là mình thôi, chứ chẳng có ai khác. Miệng cô vẫn lèm bèm, tay đưa xuống cái bồn nước móc xem có vật gì rơi xuống làm nghẹt ống nước thoát hay không. "Để tôi coi mày là cái gì." Tay cô vừa thò sâu xuống định môi trát lên thì chợt nắm phải một cái bùi nhùi gì đó, nó xồm xàm như tóc. Nó mắc kẹt mãi, làm cho cô Lý cố hết sức mà kéo mãi chẳng lên. Dưới ánh đèn chớp tắt, cô Lý lại chợt nhận ra nước trong bồn bây giờ một lần nữa chuyển sang màu đỏ tươi. Cô kinh hãi tột độ. Lý rút tay ra, nhưng không thể. Cái mớ bùi nhùi ấy dường như đang bám chặt vào tay cô mà níu cô lại. Cô dùng sức kéo tay của mình ra, chân đạp vào cửa tủ mà gồng mình lên, miệng trên trĩ đau đớn. Y ạch mãi một lúc thì cô Lý ngã thịt xuống đất, miệng thở phì phò như trâu kéo cày. Cô nhìn vào tay của mình thì chợt nhận ra là một mái tóc đốm bạc của ai đó. Cảnh tượng này làm cho Lý nhớ tới cái mái tóc muối tiêu bết máu của bà Hậu hôm bà ấy tự dẫn chết đi. Sao nó lại giống với mái tóc mà cô đang cầm như vậy chứ? Lý thét lớn lên một tiếng, ném nó ra xa. Nhìn theo nó mà cơ thể cô trung lên như cậy sấy. Thì ra mái tóc ấy còn có cả một lớp da đầu và da mặt dính dọc. Mỗi khi nhìn nó, Lý lại nhớ tới gương mặt nát bét của bà Hậu kia. Bóng đèn nổ tí tách mà không vỡ ra, cứ chớp nháy liên hồi, làm cho cô Lý mất hết hồn vía. Cô bò lởm ngởm ra ngoài, miệng gào lớn, cố để cho tâm xuống cứu cô. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai trả lời hết. Nhìn mặt mũi cô nhem nhuốc tới tội nghiệp, mặt mày tái mét, xanh như tàu lá. Lý chạy ra bên ngoài, và bỗng cô giật thót mình khi nhìn thấy có một cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ trọng thùng thình đang đứng ở mé cuối cầu thang. Hai bầu ngực cô thở lên phập phồng, nuốt nước bọt tự trấn an mình. Lý hỏi: Tâm phải không? Phải Tâm không? Cô gái trước mặt không trả lời. Mái tóc dài ngang lưng lòa xòa trụ kín khuôn mặt. Mãi một lúc sau, cô ta mới từ từ xoay nửa khuôn mặt lại. Sau cái mái tóc đen nhánh là một làn da trắng bạch, thiếu sức sống. Cô gái im lặng không nói câu nào, lại xoay người về phía trước, lững thững đi ra ngoài, hòa mình vào trong đêm tối. Gió thổi tóc lên, cuốn theo bụi mù mịt. Lý chạy theo. Khoảng cách giữa cô và cô gái ấy không xa lắm, mà mãi cô chẳng đuổi kịp được. Lý giơ tay lên che gió theo phản xạ. Cô vẫn gọi người con gái kia: "Ai vậy? Cô là ai? Chờ tôi với." Chợt cô gái biến mất sau cánh cửa. Lý dụi mắt nhận ra mình đang đứng trước một cái cánh cửa. Cô nhìn xung quanh, đèn vườn lúc này đột nhiên sáng lên. Có tiếng đàn từ phía sau cánh cửa vang lên, thu hút sự tò mò của Lý. Tay Lý trùng trùng đặt lên cánh cửa. Cô đẩy cửa bước vô. Trong cô lúc này hết sợ hãi rồi. Tiếng đàn làm cho tinh thần của Lý mạnh mẽ thêm rất nhiều, mặc dù nó thê lương, ảo não vô cùng. Cô nhận biết được đây là căn phòng dưới tầng hầm.
nửa trước dùng để đậu xe, nửa sau ông bà chủ làm nhà kho, chứa dụng cụ làm giường và mấy thứ lặt vặt. Chúng chỉ được ngăn cách bằng một vách tường kín mít. Khi đứng trong này, Lý nhận ra trước mắt mình chỉ là một màn đêm tối om. Tiếng đàn biến mất đi, cô gái nọ cũng bạc tâm, không để lại một chút dấu vết gì, cứ y như cô gái bốc hơi khỏi trần gian vậy. Lý nhớ tới cái hôm đưa đồ xuống đây, cô nhớ có cái công tắc đèn trong phòng. Cô mò mẫm quờ quạng lên tường, mon men từng bước chân. Cuối cùng sau vài phút tìm kiếm thì cũng chạm vào được một cái công tắc. Tạch một tiếng, đèn trong phòng được mở sáng lên. Trong này không có gì thay đổi như cái hôm cô đem đồ xuống. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Lý không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đang qua mắt và quá bị ám ảnh bởi cái chết của bà Hậu mà tưởng tượng ra những thứ ghê rợn như vậy. Cô quay đi, bước đi được hai bước, đứng giữa căn phòng thì một chiếc bông tai của cô rơi xuống nền gạch, cộp lên một tiếng nhỏ, giống như cái nền gạch bị rỗng vậy. Lý thấy lạ, lẽ ra nhà giàu như ông bà chủ phải làm nền chắc lắm chứ, đổ nhiều đá rồi mái móc đầm cho chắc nữa, không cớ gì mà họ lại để ở dưới nền gạch trống rỗng như vậy. Nếu làm vậy các gì tuổi thọ của ngôi nhà sẽ nhanh xuống cấp. Với lại kinh nghiệm của vợ thợ xây, cô am hiểu chút về xây nhà. Lý ngồi xuống dùng tay gõ gõ ba cái xuống ngay chỗ chân mình đang đứng. Cô ngạc nhiên phát hiện ra đúng là chỗ này nó rỗng thật, mà không phải rỗng hết cả căn phòng, chỉ rỗng một khoảng nào đó nhất định thôi. Vì cô có kiểm tra xung quanh thì nền gõ xuống đều phát ra âm thanh rất khác. Lạ thiệt, dưới này có gì chứ? Bản tính tò mò nhanh chóng trỗi dậy, cô cũng lập tức bị cuốn sâu vào những thắc mắc đang xen chồng chéo ở trong đầu. Mắt cô nhìn quanh thì thấy trong góc nhà có một chiếc xà ben và một cái xẻng mà cô nghi là ông bà chủ dùng để đào hố trồng cây. Nhanh chóng, Lý chạy tới túm lấy cả hai rồi quay lại chỗ mấy viên gạch trống để đào. Lý hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, miệng hạ quyết tâm. Đào thì đào, sợ gì? Chẳng phải trước sau gì mình cũng nghĩ sao? Bị đuổi thì càng tốt, ít ra mình cũng không cảm thấy khó xử. Xuất thân là dân lao động, Lý có sức khỏe mạnh hơn so với cái dáng vẻ mảnh khảnh của mình. Cô thục từng nhát xà beng xuống nền nhà, cho cày từng mảng gạch bong tróc lên. Cùng thời điểm ấy, trên đoạn đường từ Lạng Sơn trở về, cô Tình cứ liên tục hối thúc chồng. Nè, chạy nhanh chút nữa đi mình, sao tự dưng tôi thấy bất an quá. Nè, cô im đi, không thấy tôi đang chạy nhanh hết cỡ rồi sao? Hay là cô muốn chết trên đường vì cái tội lái ẩu? Cô Tình im lặng. Thì ra sau một cái vỏ bọc gia đình giàu có đầm ấm, lại là một gia đình lạnh nhạt về tình cảm. Cái vỏ bọc hoàn hảo đó chỉ những người ngoài thèm thuồng thôi. Thực ra sâu tận trong tâm họ chẳng thấy thoải mái hạnh phúc một chút nào. Có chăng chỉ là cố ở bên nhau để cho mọi người thấy được một gia đình trọn vẹn. Lúc bấy giờ, Lý đứng nhìn thành quả mình làm ra từ nãy tới giờ và nhìn thấy có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Sau khi cậy hết chỗ gạch trống đi, cô thấy nó có hình dài dài, vuông vuông, như hình của một chiếc quan tài vậy. Mà đúng là bên dưới những viên gạch không có đá, chỉ có cát, thi thoảng lẫn với một ít đất thôi. Cô đoán cái hố này là sau khi xây nhà xong, chủ nhà mới cậy lên. Ở dưới đó có cái gì thì cô chưa biết. Vài giọt mồ hôi đổ xuống, Lý dùng xẻng hất từng xẻng đất pha với cát lên sàn. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun cô đang mặc. Hì hục cho tới gần khuya, cái xẻng mới chạm vào được một vật gì đó giống như là gỗ, kêu lên lục cục. Lý dừng tay, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Biết là không còn sớm, cô cúi người xuống xoa xoa cái bãi đất trước mặt.
thì phát hiện sau lớp đất mình vừa xoa đi là một tấm ván gỗ màu đỏ sẫm. Trên đó còn các hoa văn rất tinh tế. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm việc này, trong khi cô biết nó rất nguy hiểm. Đã vậy bây giờ thì ông bà chủ có thể về bất cứ lúc nào. Ngoài sự tò mò ra, chắc có lẽ là người nằm dưới quan tài này muốn cô giải thoát cho họ đây. Cô nhận ra đây không phải là một tấm ván gỗ bình thường, mà nó là tấm ván quan tài của người chết. Lý hơi rung, nhưng cô vẫn quyết định mở nó ra. Cô dùng xà beng chọc thẳng vào trong nắp quan, từ từ gồng mình ra sức mà đẩy cái nắp lên. Từng luồng khối như bụi xộc thẳng ra bên ngoài khi nắp quan đang được cạy mở ra. Lý ho lên sù sụ, đưa tay phe phẩy trước mặt để xua đi những luồng khói bụi đó. Nó không hề dễ chịu một chút nào, mà nghe thoang thoảng một mùi tử khí. Không nồng đậm lắm, nhưng đủ có thể khiến cho người ta nôn ói ra. Lý quay lại, tống hết những thứ vừa ăn hồi tối ra bên ngoài. Nôn xong, cô nhìn vào trong cái quan tài mà sửng sốt sợ hãi. Lý thốt lên: "Trời ơi, chuyện này là sao chứ?" Bên trong quan tài là một xác người nằm ngay ngắn. Dưới lớp áo mỏng manh chỉ còn lại một bộ xương khô khốc. Lý nhớ ra cô gái vừa nãy mình nhìn thấy cũng mặc trên người cái bộ đồ y chang như vậy. Chỉ có điều lớp quần áo trên xác chết này đã bị thời gian làm cho hoen ố, mục nát. Cô nhìn lên đầu, ngoài cái sọ trắng hiếu ra thì chẳng còn lại gì. Hai hốc mắt sâu hắm cùng với bộ trăng hở ra làm cho Lý bật khóc lên. Cô quăng lấy cái xà beng lên trên, tay bám vào miệng hố nhảy lên. Tinh thần còn đang hoang mang, chưa biết xử lý chuyện này như thế nào. Cũng không biết người nằm dưới là ai. Ông bà chủ nhà này có hay biết rằng bên dưới nền của nhà mình có một cái xác chết hay không? Lý chưa kịp nhảy lên thì đột nhiên tay cô bị một vật gì đó rất nhọn và nặng đâm thẳng từ trên xuống, xuyên thủng qua mu bàn tay rồi cắm sâu xuống đất. Cô tré lên một tiếng trần trời, xé toàn cái khung cảnh yên tĩnh của nơi đây. Máu bắt đầu chảy ra, thấm đẫm cả một bãi đất. Mặt cô nhăn nhó nhìn lên thì phát hiện ra ông Bách đang đứng bên trên, nhìn cô mà nhếch mép cười. Ông ta không ngạc nhiên khi Lý đào được cái quan tài này, mà còn nói với cái giọng đai nghiến: "Con khốn, lẽ ra mày không chết đâu, nhưng vì mày biết quá nhiều chuyện mà mày không nên biết, giờ thì mày chết đi." Lý thều thào trong cơn đau đớn, tay cô vẫn bị cái xà beng găm xuống dưới đất. Hai mắt hoa lên vì đau, nhìn ông ta đầy căm phẫn: Ông giết cô ấy, có phải không?" "Phải thì sao? Không những tao giết nó, mà mày, chính mày cũng sẽ phải nằm chung với nó." Dứt lời, ông Bách rút xà beng ra khỏi tay của Lý, cứ vậy mà dùng hết sức đâm thẳng vào mắt cô, xuyên thủng hẳn ra đằng sau. Cô thét lên một tiếng hãi hùng, máu thoáng chốc ướt đậm cả khuôn mặt. Còn người mắt của Lý trớt hẳn ra bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, ông Bách còn rút xà beng ra cắm thẳng vào trán Lý, xuyên hẳn qua bên kia. Cho tới khi thấy Lý đổ gục người trên sàn, ông Bách mới rút xà beng một lần nữa ra rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu của cô, làm cho cái đầu của Lý nát bét trong vũng máu tươi, phúng cả đầy lên mặt, lên quần áo của ông Bách. Ông ta nhìn cô giúp việc của mình chết thảm, cho ngẩng mặt lên trời, cười khanh khách: "Mày đáng chết lắm mà." Cô Tình nhìn thấy chồng mình như một con thú điên lao vào giết người thì cũng kinh hãi tột độ. Không ngờ bình thường chú Bách ít nói, cộng thêm với khuôn mặt hiền lành là như vậy. Ấy thế mà lúc giết người, trên gương mặt hiền lành đó lại biến thành bộ mặt của một kẻ sát nhân, giết người không gớm tay, bằng một sự lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như dao. Tâm cũng nhìn thấy, cô thấy xe của bố mẹ về mà lại không vào trong nhà. Hành động khác thường của họ làm cho cô tò mò đi xuống theo. Tới nơi
thì thấy ông Bách giết cô giúp việc. Cô Tình lao tới ôm con vào lòng, cảm nhận được cơ thể đang trung lên của cô con gái nhỏ bé, làm cho cô thấy thương nó nhiều hơn. Ông Bách quay lại, gương mặt lạnh lùng tới đáng sợ, nhìn vợ con nhếch mép cười rồi nói: "Cậu không mau lại đây, phụ tôi chôn cái xác đi." Cô Tình đẩy Tâm ra cho dặn dò: "Con gái, về phòng ngủ đi con. Chuyện con vừa nhìn thấy á, xem như không có chuyện gì, được không con?" Tâm run rẩy gật đầu. Cô quay lưng chạy thật nhanh về phòng. Lúc đang chạy đi thì chẳng may Tâm vấp ngã, làm cho chiếc gương trên tay rơi xuống đất vỡ ra tan tành. Tâm nhìn lại phía sau thì thấy bố mình đang đứng liếc cô. Cô không kịp nhặt chiếc gương vỡ nữa, cứ vậy cắm đầu chạy thục mạng đi. Không ai biết rằng một gương mặt quỷ dị xuất hiện trong tấm gương vỡ kia. Mặt mày bị cắt trăm mảnh, y hệt như những mảnh vỡ trong gương kia. Cô Tình đứng nhìn chồng của cô, cái cảnh tượng mà 5 năm về trước lại hiện ra trước mắt. Nhiều khi cô nghĩ lại cái ngày định mệnh đó, còn không dám tin đó là sự thật, và chính cô lại là hung thủ. Ông Bách hừ lên một tiếng hổ vợ: "Sao vậy? Cô ghê rợn những thứ này sao? Hay là ghê tởm tôi? Đừng có làm ra vẻ thành cao nữa. Năm xưa chính cô là chủ mưu còn gì." Cô Tình thở hắt ra một tiếng, giọng của cô đanh lại: "Anh đừng nói nữa, tôi sẽ dọn chung với anh." "Tốt đó." Nói xong, ông Bách cầm xà beng trút ra khỏi đầu của Lý. Gương mặt của cô lúc này biến dạng đi, dù có vứt ra ngoài đường chưa chắc người ta đã nhận dạng được. Thế là hai vợ chồng, hai người nắm lấy tay Lý, kéo cô nằm gọn vào bên trong quan tài, để xác cô nằm đè lên cái bộ xương khô bên dưới. Cô Tình toan đóng nắp quan tài lại thì chú Bách cản lại: "Khoan đã." "Hả? Anh định làm gì nữa?" "Tới lượt cô hỏi sao? Tôi tưởng cô am hiểu mấy thứ này lắm chứ." Nói úp mở như vậy xong, ông Bách nhảy lên khỏi hố, đi lại góc nhà lấy cái hộp dụng cụ ra, xách tới huyệt rồi lại nhảy xuống. Mặt cô Tình tái mét đi, cô đã hiểu chồng mình định làm cái gì. Chú Bách mở chiếc hộp ra, một tay cầm búa, tay kia cầm cây đinh mười rõ to, cứ vậy găm thẳng vào hai mu bàn tay của Lý, đóng thật mạnh cho dính vào trong quan tài. Cây đinh cuối cùng, Lý bị đóng ở hai cổ chân. Tiếng búa vang lên đanh thép giữa màn đêm, nghe thật trợn người. Nhà cô Tình giống ở ngoại thành Hà Nội. Khu đất nhà cô khá rộng rãi, lại được xây tường chung quanh, nên dù có tiếng động có lớn phát ra đi chăng nữa thì hàng xóm cũng chẳng ai hay được. Cuối cùng thì nắp quan cũng được khép lại. Lý mãi mãi nằm ở dưới đó cùng với một người xa lạ. Chỉ khổ cho đứa con của cô, nó đã mồ côi cha, nay lại mất luôn cả mẹ. Nghèo không phải là cái tội, đừng đổ thừa cho mình nghèo rồi nhắm mắt làm nô lệ cho đồng tiền. Nếu như Lý không tham những đồng tiền sai quấy đó, thì có lẽ bây giờ đây cô đang ôm con mình ngủ trong những giấc mơ rồi. Luật đời nhân quả báo ứng, chỉ tiếc là Lý không nhận ra điều đó, không được nhìn con mình lần cuối, bởi cô đã bị nghiệp quật quá sớm đi. Cô Tình vừa lấp đất vừa nói: "Lẽ ra anh không nên giết người nữa. Chúng ta không nên phạm thêm sai lầm, còn phải lo cho con nữa chứ." Nghe vợ nói xong, chú Bách chợt nổi cơn tam bành, chỉ cái xà beng trên tay ra trước mặt vợ mà đai nghiến: "Cô quên là hồi xưa cô dùng thủ đoạn gì để chia rẽ tôi với Dung hay sao? Nếu không phải vì cái lá bùa chích tiệt của cô Thỉnh, thì chủ nhân căn nhà này tới lượt cô sao? Cả cô và gia đình của cô toàn là những kẻ độc ác, rõ ràng là ác quỷ, nhưng lại sống trong cái vỏ bọc của con người đó." Cô Tình thấy chồng xúc phạm gia đình mình, cô tức quá bèn hét lớn lên: "Anh im đi, anh sỉ nhục tôi như thế nào tôi cũng chịu, nhưng anh không có quyền sỉ nhục xem thường gia đình tôi.
Anh thay đổi rồi, thực sự đã thay đổi rồi. Thay đổi sao? Chẳng phải các người biến tôi thành một con người khác hay sao chứ? Còn nữa, tôi chỉ có một đứa duy nhất là con. Nó tên là Hoài, nhưng nó đã chết rồi. Ngoài ra không có bất kỳ đứa con nào khác. Cả cô và nó sẽ nhanh chóng biến khỏi đây sớm thôi. Đây là nhà tôi, nếu người phải ra đi á, không ai khác chính là anh. Anh đừng quên, tôi nắm rất nhiều bằng chứng sai phạm làm ăn công ty của anh trong tay. Nếu mà anh làm cái gì quá đáng, ảnh hưởng tới con gái của chúng ta, thì anh biết chỗ mình ngồi ở đâu rồi đó. Con gái của chúng ta sao? Chẳng phải nó chết cách đây 5 năm rồi sao? Với tôi, con bé đã chết sau cuộc phẫu thuật năm đó rồi. Chú Bách bỏ đi, bỏ lại cô Tình với đống gạch đất ngổn ngang dưới sàn nhà. Năm xưa, cô Tình đã từng dùng bùa yêu để cướp chú Bách từ tay người bạn thân của mình tên là Dung. Năm đó chú Bách với cô Dung yêu nhau rất sâu đậm. Cô Tình tỏ ra đố kỵ, ganh ghét với bạn mình vì cô Dung may mắn được một người vừa đẹp trai lại con nhà giàu như chú Bách thương yêu. Trong lòng luôn muốn lấy được một người đàn ông giàu có này để mong đổi đời và có một chỗ ở trên Hà Nội. Cô Tình xuống tận Hòa Bình thỉnh bùa yêu để làm cho chú Bách tới với mình. Về sau này khi bùa yêu hết tác dụng đi, thì lúc đó gạo đã nấu thành cơm. Chú Bách không thể bỏ vợ, chỉ vì trong một khoảng thời gian mê muội trong bùa yêu mà chú ấy tin tưởng giao nhiều tài liệu quan trọng của công ty của mình cho cô Tình nắm giữ. Có bằng chứng đó trong tay, mỗi khi chú Bách đòi bỏ đi thì cô Tình lại lôi cái bằng chứng đó ra để mong níu kéo hôn nhân của mình. 2 năm sau, cô Dung ôm con tới giao cho chú Bách. Chứ vì cô biết rằng mình mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị được. Trước khi chết đi, cô đã căn dặn rất kỹ là phải nuôi Hoài thành người thay cho cô. Cô Tình không còn cách nào khác và néo đứt dây, nên tôi bấm bụng xem Hoài như đứa con, chứ thực chất cô Tình không hề yêu thương Hoài. Trước mặt chồng cứ giả bộ bằng mặt nhưng không bằng lòng. 3 năm sau, cô hạ sinh được Tâm, là đứa con chung của cả hai người. Đầm lao thì phải theo lao. Cô Tình quăng xẻng xuống đất, ngẩng mặt lên trần nhà, thở hắt ra một hơi. Từ trước tới giờ chưa khi nào cô mệt mỏi như lúc này. Đã có lúc cô không muốn níu kéo cái cuộc hôn nhân này nữa, nhưng nghĩ tới cảnh gia sản này rồi sẽ rơi vào tay một ả đàn bà nào đó mà chú Bách đưa vậy, thì cô Tình lại không cam lòng. Nước mắt đành chảy ngược vào bên trong, không để cho ai nhìn thấy. Thoáng chốc mà đã gần kề ngày Minh phải quay lại công ty để làm việc. Đám giỗ ông nội cũng đã xong từ vài tuần trước. Mình nhớ hôm đó mình ra mộ ông thắp nhang, thì chợt thấy chú Tuấn cùng với hai người em của mình ra mộ con gái làm cái gì đó. Hôm nay thấy chú Tuấn không say như mọi khi, tò mò mình chạy lại hỏi: Ủa, mấy chú đi thăm mộ em Tâm sao? Mình đó hả con? Vậy khi nào mà kính tiếng qua vậy? Con về gần cả tháng nay rồi. Tại nhà con với nhà chú á, cách hơi xa, cho nên mới không có duyên mà gặp đó. Chú Hải là em của chú Tuấn nói chêm vô: Trời ơi, anh cứ xài xỉn tối ngày, mở hết cả mắt đi. Nhận ra thằng Minh á, coi như là một đặc ân rồi đó. Thế là cả bốn người phá lên cười. Chú Tuấn dỗ dài mình nói: Nè, ngày mai chú tán mộ sang cát cho con Tâm. 5 năm rồi còn gì, nhanh thiệt chứ. Mình thấy hai mắt của chú đỏ hoe như sắp khóc. Bình thường không nhậu, chú là một người hiền lành. Chỉ tiếc là có một mụn con duy nhất mà lại để xảy ra chuyện thương tâm. Chú ấy dỗ dài mình nói: Nè, ngày mai đó có rảnh qua nhà chú nhâm nhi vài ly đi,
Tán mộ buổi sáng là xong, chiều tao rảnh cả mà. Nói hai chú với mày sao không tin, chứ dạo này tao nằm mơ thấy con bé Tâm về suốt. Nó cứ khóc thúc thích ngoài cửa, gọi mãi mà chẳng có chịu vô nhà. Nó bảo là đưa nó về nhà chứ, nó nhớ bố mẹ lắm. Minh cũng đột nhiên bị cuốn vào câu chuyện mà chú Tuấn kể. Anh có hỏi thêm về giấc mơ của chú, nhưng chú ấy chỉ cười khà khà, cho bảo anh muốn nghe tiếp thì chiều mai qua nhà nhậu với chú. Ngày mai rảnh cũng chẳng làm gì, cho nên anh nhận lời ngay. Bọn họ chia tay nhau, Minh về trước, chú Tuấn và hai người em của mình vẫn ở lại để ngắm cái chỗ huyệt mới chung cất. Đêm ấy mưa tầm tã, tiếng sấm chớp làm cho Minh mất ngủ. Gió ngày càng mạnh hơn, ngoài sân mưa trắng xóa, làm cho những chiếc lá rụng nổi lình phình trên mặt nước. Minh căng mắt ra ngoài, nhìn những giọt mưa đang đổ ào ào. Mưa tạt hướng khác, cho nên anh định để cửa sổ cho thoáng, nhưng gió lại làm cho hai cánh cửa va đập vào nhau trầm trầm. Anh giật mình, đưa tay ra nắm hai cánh cửa kéo nó vô, toàn chốt lại. Đúng lúc đó, ánh mắt của Minh chợt khựng lại. Một cái bóng trắng lướt ngang qua mắt, rất nhanh, đem theo một luồng gió lạnh tới nỗi xương sống lạnh buốt. Đôi vai so lại, Minh trục tay theo phản xạ, cứ mượn tượng tay rút vào không kịp thì sẽ bị cái bóng đó nắm lấy cổ tay mà lôi ra ngoài. Tiếng khóc thúc thích thê lương, lúc trầm lúc bổng, hòa cùng với tiếng mưa làm Minh nổi hết da gà. Mắt anh đảo nhìn quanh thì không thấy cái bóng ấy đâu nữa. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Lúc Minh kép được cánh cửa vô thì đột nhiên cái bóng lại xuất hiện ra. Lần này cái bóng trắng ấy không đứng ngoài cửa sổ, mà đứng tích ở ngoài bụi chuối cạnh với dãy chuồng lợn nhà Minh ở phía ngoài giường. Mưa làm cho mái tóc của cô bớt lại. Kể cũng lạ, dãy chuồng lợn xa thích đằng kia mà gương mặt cô ấy lại hiện rõ ràng trong mắt của Minh. Nó rõ tới nỗi như thể cô ấy chỉ đứng cách qua mấy song cửa sổ thôi. Tâm, là Tâm phải không? Người đó không ai khác, chính là cái Tâm con của chú Tuấn. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong nhà của mình? Nó không nói với mình một lời, cứ vậy quay đi với khuôn mặt buồn bã. Mình cất tiếng gọi thật lớn. Tâm, Tâm à, con đã. Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Minh trở về với thực tại. Sau một hồi gõ cửa, giọng của bố vang lên hỏi. Minh à, thức khi ngủ mà la hét vậy con? Minh biết mình đã làm cho cả nhà mất ngủ, liền đáp lời bố ngay. Dạ con xin lỗi, con ngủ mơ. Có tiếng của bố thở dài. Mày coi bà lo lấy vợ đi, tuổi của mày người ta con đàn cả rồi đó. Nói xong, bố quay lại trong buồng ngủ. Đâu phải là Minh không muốn lấy vợ, ngặt cái chưa tìm được người phù hợp mà thôi. Minh nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Lời nói của bố không làm cho Minh bận tâm lúc này. Anh chỉ muốn biết tại sao hồn ma của Tâm lại về đây tìm anh thôi. Trời sáng, Minh tính lấy xe chạy ra quán trà gần nhà, là một tách trà nóng hàng quyên với tụi thằng Phúc. Trà tới nơi thì chẳng thấy đứa nào, mặc dù đã qua giờ hẹn. Chẳng là tối qua Minh mất ngủ, cho nên sáng nay uể oải, chẳng muốn bò ra khỏi giường. Minh hỏi bà bán quán nước thì nghe bà ấy nói làm cho Minh hết hồn. Ủa, chứ bay không nghe người làng nói với nhau cái gì hay sao? Mấy đứa đang ngồi uống nước à, tụi nó nghe đồn xong rồi bỏ đi hết rồi. Vừa nói, bà vừa thêm miếng trầu khá khéo. Minh ngạc nhiên hỏi lại. Con giữa nhà ra, vậy có chuyện gì mà tụi nó bỏ đi hết vậy bà? Bà bán nước dừng tay, thở dài nhìn xa xăm. Bà chẹp lưỡi nói. Khổ quá, chết mà cũng không được yên thân. Cái con Tâm mà con của thằng Tuấn đó, bà nhớ không? Minh nhìn bà gật đầu,
Bà kể nói tiếp: "Không biết quân ác ôn nào trộm mất cái xác con nhỏ rồi. Chú Tuấn mày bữa nay mới cải táng mộ cho nó. Đào lên thì cái quan tài trống không, không có một chút xương gì hết. Đúng là..." Nghe xong, Minh quay đầu xe chào bà Hàng Nước, chạy ngay ra mộ cái Tâm. Tới nơi thì thấy người ta xem đông như trại hội, những lời bàn tán sùm cả lên. Mình thấy có cả công an xã tới làm việc. Chú Tuấn thì ôm mặt khóc trưng trức. Cô Thúy điên dại chẳng biết gì, cứ cười lên hơ hớ, ngây ngô như một đứa trẻ con. Mình níu tay thằng Phúc hỏi: "Nè Phúc, có chuyện gì?" Nó chỉ vào cái quan tài trống rỗng rồi nói: "Xác con bé Tâm bị ăn cắp rồi anh. Không biết mất từ khi nào, mà bữa nay sang cát cho nó thì lại thấy mất. Người nhà báo công an xã. Nhưng mà em nghi cái vụ này chắc gì đã điều tra đâu. Lâu quá rồi mà. Nhìn vợ chồng chú ấy thấy thương quá anh ơi." Minh gật gù, chạy lại chỗ chú Tuấn dỗ dai an ủi. Chú ấy miếu máu nhìn chiếc quan tài mà trưng trưng hai hàng lệ. Mình liếc nhìn vào bên trong, cái quan tài chỉ còn lại đôi dép cũ, bộ quần áo và vài thứ đồ cá nhân lạc vặt. Người nhà chú ấy gom mấy thứ đó đi đốt. Ngoài mùi khét tỏa ra từ những thứ đang đốt thì tất cả như bị bốc hơi, biến mất một cách bí ẩn vậy. Xế chiều, mẹ luộc cho Minh con gà, xách qua nhậu lai trai với chú Tuấn. Tới nhà của chú, Minh thấy nhà cửa lạnh tanh không một chút hơi ấm. Bếp núc thiếu đi đôi tay đàn bà. Minh chạy vào trong bếp, chặt con gà xong, bày ra dĩa bê lên hiên ngồi nhậu. Gồm có ba người, Minh, thằng Phúc với chú Tuấn vừa nhậu vừa nói chuyện với nhau. Lúc nãy khi chạy ngang qua nhà của nó, Minh đã rủ nó đi chung cho vui. Minh nhấp một ngụm rượu xong rồi lên tiếng hỏi: "Rồi cô Thúy đâu rồi chú?" "Ôi, lại chạy đi lang thang rồi. Cứ đưa về thì lại đi, trói thì tội, mà thả ra thì khổ hơn. Mỗi lần tao trói hay nhốt bả đó, là bả cứ phá cửa rồi đập phá hàng xóm không ngủ được. Không biết kiếp trước hai vợ chồng ăn ở làm sao, mà kiếp này trời đày tụi tao như vậy chứ." Chú uống một hơi hết chén rượu trên tay. Chú kể cho chúng tôi nghe về những gì, về những đêm mà con bé Tâm về thăm nhà. Chú ấy bảo có khi thì nó đứng ở đầu giường, khi thì lại đứng dưới chân, có lúc lại ngồi ngay sát bên cạnh. Lần nào nó cũng lặng im buồn bã không nói gì hết. Mới mấy lần đầu tiên thì chú còn sợ lắm, nhưng chú nghĩ rằng nó dù có là ma thì vẫn là con mình, đứa con mà hai vợ chồng trong ngóng đứt ruột đẻ ra. Chú nhìn con gái khóc, dù có đang say mờ mắt thì chú vẫn thấy thương con gái mình lắm. "Tao nhớ nó lắm. Dù đã 5 năm mà chú cũng không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó. Bữa đó hai vợ chồng đi thăm lúa, coi ruộng nào chín thì gặt trước. Vậy mà vừa về tới nhà hay tin dữ rồi. Lúc đó con nhỏ còn đang chờ điểm thi đó. Vậy mà..." "Ủa, vậy sao con nghe nói là em nó thi đại học không có đậu, cho nên..." Nói tới đây thì Minh khựng lại. Như biết được ý của anh muốn nói cái gì, chú Tuấn nói ngay: "Có kịp thi gì đâu con. Nó mới thi tốt nghiệp xong thôi. Còn chưa biết điểm thi tốt nghiệp mà. Ôi, nói nó tự tử tại trượt đại học á, là nói tập bậy. Nó quan cho nó thôi." Vậy thì bé Tâm vì sao mà lại chết, khiến cho Minh tò mò lắm. Dù sao hôm nay Minh cũng hiểu hơn về con bé Tâm một chút. Lúc họ về thì bất ngờ chú Tuấn chạy vào trong phòng, lôi ra một cuốn nhật ký, đưa nó cho Minh. Rồi chú nói: "Hai đứa cứ đọc đi thì rõ. Nó yêu đời như vậy sao tự tử được chứ. Chú giác đơn đi tới công an huyện, rồi đi tới tỉnh. Người ta cũng chỉ nói là con nhỏ chết do tự tử thôi."
Ủa, công an họ không có hỏi những thứ này sao chú? Không, họ không cho khám nghiệm tử thi. Đi điều tra tìm manh mối xung quanh rồi thì bảo gia đình đưa xác về an táng. Không ngờ con bé này cái xác nó cũng không còn nữa. Thằng Phúc đọc xong rồi đưa cho Minh. Nó gãi đầu nói: cái đoạn đầu thì em đọc được, đoạn sau em thua, toàn tiếng Anh thôi à. Thôi anh mang về dịch thử đi, chứ em học thấp mà, đọc mấy cái này không được. Đúng rồi đó, con nhỏ nó giỏi tiếng Anh lắm. Nó thi tỉnh mà đạt giải nhì môn tiếng Anh luôn đó. Cái bằng còn treo trên tường kia kìa. Chú Tuấn chỉ vào tấm bằng khen treo trên tường cho họ thấy. Ngồi nói chuyện một lúc thì hai người ra về. Minh chở thằng Phúc về xong cũng quay về nhà luôn. Trong người đã có rượu cho nên thấm mệt. Minh đặt cuốn nhật ký lên bàn rồi lao dội lên giường, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, Minh giật mình tỉnh dậy khi thấy nước từ ngoài cửa sổ tạt vô. Thì ra là trời đang mưa. Tuy không lớn như đêm hôm qua nhưng cũng nặng hạt. Bỗng một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc vào, làm cho cuốn nhật ký trên bàn bay lên phạch phạch. Minh nhìn nó, lại nhìn ra ngoài trời đang mưa. Thấy không ổn, nếu như không đóng cửa, mưa sẽ tạt vào ướt hết. Minh bò lại bên cửa sổ, với hai cánh cửa, nhanh chóng khép nó lại và chốt đi. Minh lại nằm vật xuống, hai mắt đang trong cơn ngái ngủ cay xè. Nằm một lúc thì mưa ngớt hẳn đi, chỉ còn những tiếng mưa rả rích vang vọng bao trùm lên cả ngôi nhà. Minh mắc tiểu, hồi tối uống hơi nhiều, cộng thêm với uống nước trà mà khi về lại chưa kịp đi toilet. Biết trời vẫn mưa nhưng căng bụng quá, Minh không chịu được, đành ngồi bật dậy. Chạy ra khỏi phòng lấy cái nón của mẹ treo ở trên tường, đội lên đầu. Bật công tắc mãi mà không thấy bóng đèn sáng lên. Mình mới nhớ ra là sáng nay bố bảo bóng điện bị cháy rụng tóc rồi mà bố chưa kịp thay. Thế là Minh đành chạy qua bên bàn uống nước với lấy cây đèn pin để đi ra ngoài góc vườn mà đi tiểu. Ra tới nơi đang đứng tiểu thì bỗng dưng Minh nghe thấy có tiếng gì đó kẽo kẹt vang lên. Tiếng động phát ra từ bên vườn của nhà bà Hậu. Minh cố tiểu thật nhanh, nín thở lắng nghe thêm một lần nữa để xem mình có nghe lầm hay không. Thì vẫn là cái tiếng kẽo cà kẽo kẹt đó phát ra từ bên phía bên kia vườn. Minh nghĩ nó giống như tiếng dây thừng, nghe rất là quen mà không nhớ mình đã nghe thấy ở đâu. Mãi một lúc sau, mình mới nhớ ra nó giống như tiếng dây thừng treo cái xác chết trong căn nhà quan cuối thôn hôm trước mình đi xem. Tự dưng anh thấy rùng mình, tóc gáy dựng hết cả lên, da gà gai ốc nổi kín người. Và lẽ ra lúc đó mình phải chạy thật nhanh vào trong, nhưng đôi chân của anh như có tảng đá nén xuống, không làm sao mà co chân lên đi được. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt qua cùng với tiếng mưa rơi càng làm cho khung cảnh thêm phần trợn ốc. Mình soi đèn pin qua bên vườn nhà bà Hậu, chỗ cây chay lâu năm nhà bà ấy, nơi cuối vườn giáp với cái vườn chuối nhà của mình. Anh soi đèn pin lên cây chay đó thì tự dưng hại quá, làm rớt cái đèn pin xuống đất, mồm miệng cứng đơ không thốt được nên lời. Mình ngã một cái xuống đất, xương sống tê cứng, chân tay tê bị, mà vẫn không tài nào kêu lên được một tiếng. Bởi vì sau cái tàu lá chuối khô rủ xuống là một đôi chân của ai đó buông thõng, lơ lửng trên không trung. Gió thổi tới làm cho đôi chân đu đưa qua lại, và sợi dây thừng thòng lọng ở trên cao phát ra tiếng kẽo kẹt. Đang hoang mang thì chợt đằng sau có tiếng gọi của bố làm cho anh giật mình. Minh à, mày ở ngoài đó phải không con? Anh như được giải thoát, vẫy vẫy tay bố mà trả lời. Dạ là con. Ủa, mưa vậy không vô nhà đi, ở ngoài đó làm gì đó? Dạ con bị té. Nghe nói là anh bị té,
Bố liền chạy ra ngay. Thấy anh ngồi một đống ở dưới đất, bố đỡ anh lên rồi hỏi: Trời ơi, đi đứng sao mà để té vậy? Nè thôi vô nhà thay quần áo đi, để cảm lạnh bây giờ đó. Mình trùng trùng níu tay bố lại, rồi chỉ sang vườn nhà bà Hậu, miệng lắp bắp nói: Bố ơi, bên kia có người chết kìa. Hả? Dạ, bên kia vườn nhà bà Hậu đó, có người thắt cổ chết trên cây chai kìa. Bố cầm đèn pin soi sang bên vườn theo hướng tay của anh chỉ. Và cái lúc mà ông nhìn thấy đôi chân thõng xuống thì cũng giật bắn mình, miệng chỉ thốt lên một tiếng: Ôi trời đất ơi. Ngoài đường ngay trước cổng nhà bà Hậu có tiếng ô tô vừa nổ máy chạy đi. Trên xe không ai khác, chính là ông Nguyên và thầy Quang. Ông Nguyên im lặng một lúc rồi nhếch mép cười. Nếu là bùa làm họ chết thì công an có ba đầu sáu tay cũng không truy ra được chúng ta đâu. Thầy Quang hỏi lại: Nè, tôi tưởng ông giết hắn ta thì ra lại giết con của ông ta sao? Vậy ông định khi nào kết thúc đây? Ông Nguyên im lặng một hồi lâu rồi mãi mới có câu trả lời: Sắp rồi, tôi không chạy trốn. Đợi kẻ ác ra mặt thì lúc đó tôi sẽ ra đầu thú. Tôi coi là mình đã chết kể từ khi vợ con tôi mất đi. Nhờ họ mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay đó. Vậy còn giấy tờ vợ ông để lại có chút manh mối gì về cô gái bên trái kia hay không? Ông Nguyên đưa tay lên vò đầu. Ông đã lục tìm tất cả nhưng vợ ông vẫn không để lại bất cứ một bằng chứng gì. Ánh mắt nhìn xa xăm, ông trầm giọng nói: Không, tôi tìm tất cả rồi, nhưng mà cô ấy không có để lại gì hết. Tôi nghĩ cô ấy chưa lường trước được việc mình sẽ bị sát hại nên đã không kịp chuẩn bị cái gì. Nè, hay là mình nhờ cô Lý tìm bằng chứng từ nhà của họ. Nhưng nếu mà như vậy thì nguy hiểm cho cô ấy quá. Tôi chỉ muốn hạ những kẻ gian ác thôi, còn những người không liên quan đó thì họ không đáng phải chết đâu. Vậy thì sao không bảo cô ta trút thôi? Ở đó lâu không có an toàn đâu. Phải công nhận là bùa điên của bạn thầy lợi hại thật. Tôi rất ngưỡng mộ và rất hài lòng đó. Chiếc xe lao đi vun vút giữa màn đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Minh và bố quay vào trong nhà. Bố bảo Minh ở nhà thay đồ để ông chạy sang nhà ông Nghĩa gọi cửa. Đoạn thay quần áo xong, Minh ngồi lên bàn máy tính, lấy điện thoại ra bấm nhắn tin cho thằng Phúc. Nhưng khi nhìn thấy cuốn nhật ký trên bàn, Minh lại đặt điện thoại xuống. Cuốn nhật ký lúc nãy được gió thổi lật ra, ngay đoạn nhật ký viết bằng tiếng Anh của cái tâm. Minh dịch được, nội dung cô bé viết như sau: Ngày 22 tháng 4, cô ấy lại tìm tới. Lần này không phải để trao quỹ học bổng ở trường nữa, mà là một chuyện khác. Khi nghe cô ấy đề nghị, mình đã rất bối rối, không biết mình có nên giúp cô ấy hay không. Ngày 27 tháng 4, 2 vợ chồng cô ấy lại đến. Lần này cô chú còn đưa theo một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Nhìn cổ hơi buồn, gương mặt phảng phất nét xanh xao yếu ớt. Qua cuộc nói chuyện, mình mới biết cô gái trẻ kia lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình. Điều đặc biệt hơn là cô ấy trùng cả họ tên với mình nữa: Phạm Thanh Tâm. Mình nghĩ lần này cô chú ấy không nhắc đến việc giúp con gái của mình nữa. Hình như họ đưa cô ấy đến đây là để cảm hóa tinh thần thép của mình. Mình phải làm gì bây giờ? Mình không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu mình giúp, họ sẽ có quyền biết chuyện này. Hơn nữa, họ là người cùng làng với mình mà. Ngày 30 tháng 4, trường được nghỉ lễ.
mình đang lang thang trên triền đê làng thì chợt có chiếc ô tô lạ chạy tới. Biển số là 30A90. Hai người đeo khẩu trang là đàn ông nhảy xuống bất ngờ. Mình không kịp phản ứng đã bị họ tiêm một chất gì đó vào người, làm mình hoa mắt ngã bẹp xuống đất. Cả cánh đồng rộng lớn không có một bóng người nữa. Họ tiêm xong thì nhảy lên xe đi, để mặt mình nằm co ro với đôi mắt đờ đẫn, kèm theo triệu chứng đau nhức hết mình mẩy. Chuỗi ngày sau đó mình cứ mơ màng, mường tượng ra đủ thứ linh tinh rình rập quay quanh mình. Bố mẹ đưa mình đi khám, bác sĩ bảo mình có khả năng trầm cảm vì áp lực trong việc học. Nhưng mình biết mình không có trầm cảm. Mẹ nói với họ là mình bị kẻ xấu tiêm thuốc vào người. Nhưng khi làm xét nghiệm tổng quát thì họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì trong cơ thể của mình. Biển số xe mà mình cung cấp cho công an, họ cũng nói là biển số giả. Mình mệt mỏi, mình cảm thấy chán mọi thứ, đầu óc không màng tới việc học nữa. Nghĩ tới bố mẹ, mình chỉ muốn khóc thôi. Đọc xong cuốn nhật ký, mình khép nó lại. Tự dưng hai mắt anh đỏ hoe lên muốn khóc. Chắc lúc đó con bé mệt mỏi và sợ hãi lắm. Còn có cả cái tên trùng hợp kia nữa, Phạm Thanh Hoài, Phạm Thanh Tâm, người cùng làng. Liệu có phải họ cùng là một gia đình hay không? Là con và cháu của bà Hậu. Nếu đây đúng là sự thật thì mình không thể tin được những gì họ đã làm ra với con bé Tâm. Trời cũng vừa sáng, bố chạy về nhà, bảo mẹ chút nữa sang phụ đám ma bên nhà bà Hậu. Mình ngồi im trong phòng, nghe bố mẹ nói chuyện với nhau. Mình nói sao? Thằng Long con ông Nghĩa thắt cổ chết trên cây hả? Đúng rồi. Chẳng hiểu sao mà nửa đêm mưa gió, nó lại chạy ra ngoài vườn thắt cổ chết không biết nữa. Vợ con nó khóc la trận trời. Vừa mới về thăm bố sáng hôm qua chứ mấy đâu, vậy mà đêm lại tự tử. À còn nữa, mắt của nó lồi ra như mắt cá vậy. Chắc là do nước mưa tạt vô á, mà hai con mắt đỏ ngầu, nhìn thì ghê lắm. Lần này đám ma mình không có sang. Mình nhớ hôm sau bố mẹ đưa chú Long đi chôn cất rồi quay về nhà thì mình cũng ốm liệt giường. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc rung lên cầm cập như cày sấy. Hai hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch. Mẹ sốt ruột đánh cảm, mua thuốc cho uống, nhưng anh vẫn không đỡ. Đợt đó anh phải nằm viện cả tuần mà không kịp quay lại cơ quan làm việc cho đúng ngày. Ngày mình quay lại Hà Nội, một buổi chiều tà nắng dịu nhẹ, trời sắp tắt hẳn những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Mình lanh quanh một lúc rồi về chung cư của mình. Đã 7 giờ tối, mình lại lên cơn sốt ly bì. Trời đất quay cuồng trong mắt của anh. Cố gượng sức, mình gọi hàng xóm bên cạnh nhờ sang đưa mình giúp đi bệnh viện. Lúc đó nó đưa mình xuống tới cổng chung cư thì thằng Tùng bảo nó quên ví tiền, dìu mình ngồi xuống bên lề đường chờ nó quay lên lấy. Trong lúc chờ đợi taxi và thằng Tùng đến thì đột nhiên mình nhìn thấy một cô gái đi thước tha ở trước mặt anh. Anh ngước lên nhìn và chạm ngay ánh mắt của cô. Mình đưa tay lên vẫy vẫy, cái nhìn thấy một gương mặt rất quen. Cô ơi, chờ tôi với. Cô gái không quay lại, cứ đi ở trước mặt anh. Trong người dù đang rất mệt nhưng anh vẫn cố đuổi theo cho kịp, mà không thể được. Khoảng cách có mấy bước chân thôi, nhưng mãi anh không đuổi kịp theo cô gái đó. Hai chân loạn choạng, đi rình ngã, mà mình vẫn cố đuổi theo cho bằng được. Chợt có ánh đèn xe rọi lại,
chiếc xe mỗi lúc một gần hơn, làm cho đôi mắt của mình chói lóa. Cô gái trước mặt thoáng chốc đứng giữa đường, hướng chiếc xe đang lao tới. Mình hét lên thật nhanh, chạy lại lôi cô ấy ra. Đừng, mau lùi lại. Chiếc xe thắng gấp nhưng vẫn không kịp. Cô gái trước mặt bị đầu xe đâm vào, hất văng lên cao rồi rơi xuống đất. Cô nằm bẹp trên vũng máu, hai mắt mở to trợn ngược, chết không kịp nhắm mắt. Đầu gối mênh mềm nhũn ra, từ từ ngã xuống đường trước bao dòng xe qua lại. Trời, mau đưa cô ấy lên xe đi. Đi đứng kiểu gì vậy chứ, biết nguy hiểm mà vẫn phóng ra giữa đường, chắc cậu ta tính chết hay sao đó. Thì ra chiếc xe đó lại là xe của thầy Quang và ông Nguyên chạy ngang qua. Định mệnh đã gắn Minh với hai người họ từ đó rồi. Thầy Quang nhìn Minh mất hết thần sắc thì liền nói: "Nè, đừng có trách cậu ta, bị ma dẫn đường nên mới như vậy thôi." "Hả? Ma dẫn đường sao? Ừ, là sao vậy thầy?" "Người mà cậu ta muốn cứu chỉ là một hồn ma, cậu ta đang có dòng đi theo đó." Thế là họ đưa Minh vào trong bệnh viện với tình trạng sốt miên man. Bác sĩ truyền nước cho anh, bảo rằng anh bị sốt siêu vi. Lúc nãy ngồi trên xe, thầy Quang đọc chú rồi vẽ cái gì đó lên trán của mình, mà về sau này anh mới biết đó là bùa chú. Mình tỉnh lại, thấy hai người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh. Họ nhìn anh mà cất tiếng hỏi: "Nè, cậu khỏe hơn chưa?" "Dạ, cảm ơn hai bác, con đỡ rồi. Nhưng mà sao con lại ở đây? Còn cô gái bị tai nạn, cô ấy có sao không?" Thầy Quang nhìn Minh mỉm cười. "Cậu không sao là may rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi." "Dạ, ảo ảnh sao?" Họ gật đầu. Ông Nguyên mới từ tốn nói lại hết tất cả cho anh, mọi việc từ lúc anh bất tỉnh đi. Họ đang chạy xe trên đường thì bỗng dưng phát hiện ra anh lao ra trước đầu xe của họ. May mà họ chạy chậm, chứ nếu không nơi anh nằm bây giờ là nhà xác chứ không phải trên giường bệnh. Anh cũng kể lại những gì mà anh nhìn thấy. Rõ ràng là mặt cô gái anh đuổi theo rất giống con bé Tâm người làng anh đã mất cách đây 5 năm. Tại lúc đó trong người anh đang lên cơn sốt, hai mắt cũng mờ đi. Chính vì vậy mà hình ảnh cô ấy trong mắt của anh rất là mờ ảo, thi thoảng lại hiện lên rất rõ. Nghe xong thì thầy Quang nói mình bị phong theo, nhưng không phải ám anh mà là muốn anh giúp cho cô. Nói chuyện thêm một lúc thì họ chào anh ra về. Lúc ông Nguyên sắp đi còn quay lại căn dặn: "Gặp nhau đó thì ắt là có duyên. Nếu cậu muốn chúng tôi giúp cái gì thì cứ tới địa chỉ này gặp chúng tôi nghe." Ông ấy đưa cho mình một tấm danh thiếp, dặn là có gì cứ liên lạc qua số điện thoại ở trên đó. Thì ra ông ta là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hèn gì con người ông ấy nhìn là tỏa ra cái mùi tiền, mùi của một người thành đạt. Khi thằng Tùng hàng xóm tới nơi, nó nhìn mình trách cứ: "Trời ơi, anh làm em hết hồn luôn á. Tự dưng xuống không thấy anh, còn tưởng anh bị ai hút đi mất nữa." "Ừ, tại thấy có người giống người quen quá cho nên anh đuổi theo. Ai ngờ lại gặp tai nạn. Mà thôi không sao rồi, người ta chưa có đâm vô mình mà lại còn đưa mình đi bệnh viện nè. Anh cũng hên đó, gặp là người có tâm, chứ không á em cũng không biết anh nằm bệnh viện này. Thôi anh không sao là em mừng lắm rồi." Lúc bấy giờ tầng hầm nhà cô Tình được khóa cửa thật kỹ. Sau cái đêm chồng mình giết cô Lý thì sáng hôm sau cô Tình gọi điện thoại ngay tới trung tâm giới thiệu việc làm, báo là Lý nghỉ việc không lý do và bỏ đi không một lời giải thích. Họ có cố liên lạc với Lý nhưng cũng không được. Hẹn cô Tình chiều ghé qua trung tâm để đổi người. Và lại một người mới tới làm, lần này là một cô giúp việc trung tuổi, cũng cỡ ngoài 40 gì đó. Chứng kiến người thân lần lượt ra đi khiến cho tinh thần cô Tình sa sút hẳn. Cũng không mặn mà gì chỉ việc cho người làm. Cô ấy chỉ dặn dò mấy việc lớn xong rồi dặn cô giúp việc mình sẽ về trễ, ở nhà nấu cơm nước cho chồng với con của mình ăn. Dặn xong, cô Tình lái xe đi đâu đó tận miệt Hà Tây.
dạo đó Hà Tây chưa sáp nhập với Hà Nội. Xe dừng lại ở một ngôi nhà lụp xụp cuối một thôn quê. Trước nhà có mấy chiếc xe máy dựng ở ngoài sân, mà cô Tình đoán chắc là bọn họ tới đây để xem bói. Tới lượt cô Tình bước vào trong, ông thầy vừa nhìn thấy cô Tình thì vẻ mặt hốt hoảng nói: Nhà cô trùng tang sao? Dần khí đen trên trán của cô ngưng tụ một vệt dài. Tôi đoán là trong nhà sẽ còn có người phải chết đó. Cô Tình giật mình. Trước giờ cô nào đã quen biết ông thầy này bao giờ đâu. Tình cờ nghe bạn bè nói nên cô mới tìm đến thôi. Vậy mà ông ấy đoán trúng ngay như thế này thì chắc là thầy giỏi rồi. Cô Tình gật đầu: Dạ, thầy nói không có sai. Đúng là nhà con đang có tang, mà lại là ba cái tang liên tiếp chỉ trong vòng một tháng thôi. Thầy ơi, nếu thầy đã biết rồi, xin thầy ra tay cứu giúp gia đình con với ạ. Ông thầy ừ một tiếng trong cổ họng, lật bàn tay cô Tình ra, nhìn vô đó rồi phán tiếp: Tàn ác, quá tàn ác, hèn gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông thầy rồi hỏi lại: Là kẻ nào? Sao họ độc ác thất đức như vậy chứ? Thầy cứ nói ra đi, bao nhiêu tiền cô cũng chịu hết. Chỉ cần thầy cho con một cái tên và hóa giải cái vận hạn của gia đình con đang gặp phải đó, thì tiền bạc muốn sao con cũng chịu. Ông thầy xua tay, thả bàn tay cô Tình ra, rồi trầm giọng nói: Là cô. Tôi nói người thất đức với ác chính là cô đó. Nếu không muốn chịu đựng những nỗi đau này thì năm xưa cô đã không làm ra những điều ác rồi. Cô Tình mặt mày ủ rũ, biết chối thì không thể biện hộ cho mình, nên cô đành giữ im lặng. Vậy lát sau cô lại cất tiếng hỏi: Vậy thầy có giúp được con không? Con tạ ơn thầy. Cô về đi, kiểm tra ngay cái bát hương trên bàn thờ nhà mình, thấy có cái vật gì sắc nhọn đó thì dứt nó đi. Chứ tôi thấy đêm nay nhà cô sẽ có thêm người chết đó. Hả? Thầy nói sao? Có người yểm bùa vô bát hương nhà con hả? Cô đã tới chậm một bước rồi. Bây giờ muốn cứu người thì về nhanh đi, mai ra vẫn còn kịp cứu những người sau đó. Hai tay cô Tình siết chặt, bặm môi tới rướm máu ra, đôi vai rung lên vì tức giận. Trong lòng cô đang nghĩ không biết kẻ nào mà lại máu lạnh tới như vậy. Họ có thâm thù gì với nhà cô mà phải yểm bùa giết người như vậy chứ? Nếu để cô biết, cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Ông thầy nhìn ra thấy bộ dạng của cô Tịnh thì liền cất tiếng nói: Cô à, trước khi quán người ta thì hãy nghĩ lại những gì mình đã làm ra. Gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Chuyện này tôi xin kiếu, tôi không nhúng tay vào đâu. Cô Tịnh tức giận vì bị ông thầy nói trúng tim đen, nhưng cô ta vẫn tỏ ra thanh cao mà nói: Những người làm thầy như ông á, chẳng phải hành nghề gì giúp người hay sao? Hay là ông chê tôi trả ít tiền? Hơn nữa quá khứ của tôi như thế nào thì cũng không tới lượt người ngoài như ông phán xét đâu. Ông thầy chỉ cười nhạt, lắc đầu thở dài, cầm cái quạt phe phẩy cho mát mắt, rồi nhìn ra xa xăm ngoài trời âm u. Ông nói tiếp: Lẽ ra tôi không giúp cô đâu. Nhưng vì đứa con gái của cô nó vô tội, còn lại mấy người thân của cô á, thì đều sống không có lương thiện, đạp lên người ta mà sống. Họ chết xem như trả cái nghiệp mà họ gây ra. Thôi cô về đi, mai ra còn cứu kịp con gái của mình đó. Nghe tới con gái, cô Tình lập tức chạy xe phóng như bay về nhà. Chờ chiếc xe của cô ẩn khuất sau con đường đất, vợ ông thầy mới từ bên trong đi ra hỏi. Trên tay bà là một ấm nước trà vẫn còn nóng. Bà thở dài nói: Ông không giúp cổ hay sao? Không phải là tôi không muốn giúp đâu, nhưng mà cô ấy tới chậm một bước rồi. Nếu cổ tìm thấy vật yểm trong bát hương đem thả trôi xong thì tự dưng bùa sẽ được qua giải. Tôi thì chỉ thương cho người đã chết. Bây giờ chỉ còn một bộ phận sống trên cơ thể người khác thì nên cứu.
vốn trẻ con không có tội mà. Nói xong, ông nhấp một ngụm trà, lật cuốn sách cổ ra mà đọc. Không phải cứ làm thầy thì thích làm cái gì thì làm, sống hay chết có lẽ số phận cũng đã an bài rồi. Minh lần theo địa chỉ tìm tới nhà ông Nguyên. Trước khi đến, anh có gọi điện trước báo có việc là cần thầy giúp. Ông Nguyên là một người khá cởi mở và thân thiện. Không biết ông ấy đã gây ra những gì, nhưng cái cách ông đối xử với mọi người thì theo đánh giá của anh là khá hòa đồng. Trên tay anh là một giỏ quà để cảm ơn ông ấy và người thầy kia đã cứu anh. Đứng trước căn biệt thự trong lòng thủ đô qua lệ, anh thấy khá bỡ ngỡ. Sau một hồi chuông đổ thì cô giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cửa. Thấy anh đến, cô niềm nở nói: Cậu vô đi, ông chủ đợi cậu nãy giờ đó. Đỡ cái giỏ trái cây trên tay anh, cô ấy đưa anh vào trong phòng khách. Trên bàn trà là hai người đàn ông đã cứu anh hôm trước, ông Nguyên và thầy Quang. Họ không làm lạ khi thấy anh đến, chỉ nhìn anh mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu anh ngồi cùng. Sau màn chào hỏi thì anh rút ra cuốn nhật ký, đặt lên bàn đẩy nó về hướng trước mặt của hai người. Và anh nói: Đây nè, đây là cuốn nhật ký của cô bé ở làng con để lại trước khi chết đó. Con có dịch bằng tiếng Việt cho mọi người đọc rồi. Không hiểu sao mà từ sau cái chết của cháu bà hàng xóm, con lại nhìn thấy vong cô ấy. Điểm giống nhau của cô bé con nhìn thấy và cháu gái của bà hàng xóm là treo cổ chết cùng một chỗ. Chỉ có điều cái tâm chết toàn thây, còn cô bé kia thì bị giết một cách dã man. Ông Nguyên nhìn anh hỏi: Ừ, làng cậu ở đâu? Dạ là thôn Đông, xã An Khê ạ. Ông Nguyên vừa nghe tới đó thì đánh rơi cuốn nhật ký xuống bàn, đôi môi trung trung hỏi lại: Cậu có hình của cô gái tên Tâm chứ? Minh gật đầu, móc chiếc điện thoại trong túi ra, mở tấm hình mà hôm trước anh ở nhà chú Tuấn chụp lại. Cô chú ấy vẫn giữ lại tất cả hình ảnh của cái Tâm khi còn sống. Ông Nguyên xem xong, đưa nó qua cho thầy Quang xem cùng. Thầy Quang cũng nhìn vào trong tấm hình rồi hỏi ông Nguyên: Có phải là cô bé mà vợ ông ra sức bảo vệ hay không? Đúng rồi. Vậy là cậu đây là người cùng làng với hai cô gái này hay sao? Dạ. Nhưng mà cô gái trong làng là người trong xóm, còn cô gái kia, mẹ cô ấy là con gái của bà hàng xóm sát nhà con. Nhưng mà cô ấy lấy chồng ở tích trên Hà Nội, thi thoảng mới về quê thôi. Vậy mà không biết tại sao lại chết thảm ở quê ngoại như vậy đó. Nếu đúng là như vậy thì ắt họ chính là người đánh cắp xác cô ấy rồi. Nghe họ nói chuyện mà Minh không hiểu gì. Ông Nguyên bảo anh về nhà trước, muốn biết sự việc thì sau này sẽ tự khắc rõ thôi. Còn hiện tại thì ông ấy không thể nói thêm cho anh biết bất cứ điều gì. Anh tạm chia tay hai người họ, ra về mà trong lòng trống rỗng. Cứ tưởng lần này anh sẽ gỡ được nút thắt trong lòng đi, thỏa mãn sự tò mò của mình. Nhưng xem ra nó không đơn giản rồi. Vừa dừng xe trước cửa nhà, cô Tình vội lao lên tầng nơi cô đặt cái phòng thờ trên đó. Chú Bách thấy vợ mình có vẻ hấp tấp vội vã, chú có gọi lại hỏi, nhưng cô Tình không nói, chỉ vâng dạ qua quýt chạy lên lầu thôi. Thấy lạ, chú Bách chạy theo, thấy cô nhấc luôn cái bát hương lên kiểm tra. Và quả đúng y hệt như lời ông thầy nói. Bên dưới cái chân bát hương là một lá bùa được gấp ngay ngắn cẩn thận. Chú Bách chưa hết ngạc nhiên và cũng chưa hiểu vợ mình sao lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Vì xưa nay cô Tịnh rất chú trọng tới việc thờ cúng cho các cụ, thì đột nhiên cô ấy đổ cái hũ tro trong bát hương xuống đất, tay mò mẫm như tìm một vật gì đó bên trong. Không lâu lắm, cô Tịnh dừng tay lại khi mà tay của mình sờ thấy một vật bằng kim loại lẫn trong tro cốt. Cô thốt lên: Trời ơi, đây rồi, cái đồ khốn mà. Cô đang nói ai vậy? Việc này là sao?
Anh không nhìn thấy những cái thứ này nó quen hay sao? Ý cô là... Phải rồi, nhà chúng ta bị yểm, khốn nạn thiệt. Chính quản lý làm chứ không có ai khác. Từ sau khi nó vô làm việc nhà mình á, thì hai cái chết thương tâm trong nhà mới xảy ra. Có lẽ cô ta được người ta gài vô để làm chuyện này đó. Nhưng may cho cô ta là đã chết rồi. Chứ nếu không chính tay tôi sẽ lóc cha cô ta ra làm trăm mảnh thì tôi mới hả dạ được. Vậy cô có biết ai làm hay không? Không. Nếu mà tôi biết á, thì còn chạy ngược chạy xuôi đi tìm thầy hay sao? Hai vợ chồng đang đôi co trong nhà thì cô giúp việc chạy vào thưa. Dạ thưa ông bà chủ, ngoài cổng có một người đàn ông xưng là thầy Đức xin gặp. Chú Bách nhếch môi cười. Thầy tới rồi sao? Nè, mời thầy ấy lên đây ngay đi. Chờ cô giúp việc đi khuất, cô Tình mới khẽ hỏi. Thầy ấy là ai vậy? Không lẽ là người giúp anh trong làm ăn sao? Đúng đó, là ông ta. Một lúc sau thì cô giúp việc đưa người đàn ông tuổi ngoài 60 lên gặp hai vợ chồng cô Tình. Vừa bước vào trong phòng thờ, ông ta đã nói. Nè, đưa cái vật đó và lá bùa cho tôi, nhanh đi. Cô Tình đưa cho ông thầy lá bùa và cái vật nhọn vừa tìm thấy trong bát hương. Nhận nó từ tay cô, ông ta cắn tay mình cho chảy máu ra, vừa niệm chú vừa vẽ loằng ngoằng lên trên lá bùa kia. Làm xong, ông ta sai cô Tình đem đi đốt, còn cái vật kia thì đem dứt bỏ ngay. Cô Tình đã quen với việc này nên hiểu ông thầy kia là đang giải bùa cho gia đình mình. Lá bùa vừa cháy hết đi thì thầy Quang đang ngồi nói chuyện với ông Nguyên thì bỗng dưng ôm ngực nôn tóc ra một bãi máu tươi. Sợ quá, ông Nguyên chạy qua chỗ thầy lo lắng hỏi. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Thầy Quang giơ ngón tay lên lẩm bẩm, gương mặt tái mét nhìn ông Nguyên mà thều thào. Không hay rồi, họ đã biết chúng ta yểm bùa và đang phá nó đi. Nhanh lên đưa tôi vào trong phòng. Ông Nguyên dìu thầy Quang vào trong phòng. Thầy ấy ngồi bó gối, khoanh chân với một cái bàn thờ nhỏ, có đặt mấy thứ đồ nghề của mình trên đó. Thấy thầy Quang nhăn nhó mệt mỏi, ông Nguyên hỏi ngay. Nè, thầy không sao chứ? Hay là... Không được, đã đấu thì phải đấu tới cùng. Tôi đoán ông ta là một gã thầy lỗ bàn khá giỏi đó. Người phá được bùa chú của tôi không có nhiều đâu. Nhưng mà thầy đang bị thương như thế này, liệu có đấu lại ông ta được hay không? Tôi không sao đâu. Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Ông lùi lại đi. Chút nữa nếu như tôi có ngất đi, hãy đốt lá bùa này cho tôi uống nha. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Trùng Tang Báo Oán, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.